Hai, chào mừng em đã quay lại kênh âm thanh khoa học công nghệ của mình ha. Hôm nay sau một hơn một năm làm việc thì mình nay lại review lại cái hệ thống năng lượng mặt trời của mình để anh em tham khảo ha. Anh em mới cũng như anh em đã sử dụng rồi, nếu mà tham khảo có gì cải tiến được thì cải tiến cho hệ của nhà anh em ha. Thì đầu tiên là mình dùng hai hệ MBT anh em ha, khách sạn MBT. Cái bowl keeper này á, là dùng cho một tấm poly 340W ha. Còn con mạnh quân 40A mà có wifi này thì mình dùng cho hai tấm 450W, tấm mono ha. Con này thì như hiện tại trời nó không nắng lắm thì nó đang thu là 240W anh em ha. Còn nguyên ngày hôm nay là anh thu được hơn hai số điện nha anh em. Còn bên đây thì do thông số mình chưa reset, hôm nay là ngày 31 tháng 3 thì mình sẽ reset lại không không hết, để cuối tháng mình báo cáo cho anh em trong tháng 4 như thế nào ha. Rồi sau đó hai con MBT này nó chung với nhau, nó hòa số một hệ lưu trữ của mình ha. Lưu trữ gồm 8 bình ắc quy Yamato ha, 230A, rồi một đường lên trên con xanh. Con xanh là con hòa lưới xanh 1000 huyền thoại ha. Anh em mà chơi năng lượng mặt trời mà hệ cỏ giống mình thì là biết con này quá rồi, chạy hơn một năm rồi không có vấn đề gì hết em ha, không lỗi lầm không gì hết. Mình có chế hai cái quạt đây, hai quạt phụ nè, để khi nó nhiệt độ nó quá 37 độ bên trong đó, thì nó kích hoạt chạy ha. Nhưng hiện tại mình đang chạy máy lạnh thì nhiệt độ trong rất là nóng rồi nè, đo được bây giờ là 41,7 độ ha. Bên trong nó báo là 43 độ nha nè, bên trong nó báo 43 độ nha. Do con cảm biến nhiệt độ mình để ở đây nè, mình để đây không có chính xác bằng cái con cảm biến bên trong đo bằng vi xử lý của con xanh nha nè. Mình tương đối hai cái này không chênh lệch nhiều nha, mình để ngoài 37 độ thì ở trong nó cũng rất là mát ha. Khi chạy tải lớn như vậy thì nó đa số là nó quay hết, còn khi chạy bình thường xài quạt đèn thì nó không quay ha. Đó, còn hai cái thông số đồng hồ, hai cái đồng hồ này nè, con này là để mình đo cái hòa lưới của con xanh, còn con này là con đo cái điện lưới sử dụng ha. Đây là cái lọc nhiễu anh em ha, lọc nhiễu của điện này để nó an toàn cho cái con xanh này ha. Cái này thì option thôi, anh em gắn không được không gắn cũng được. Đây là CT đo cái ngõ ra của xanh này nè. Còn cái CT mà điện tổng mình ở đây, nó mình câu từ cầu lỗ giao tổng mình vậy đó. Rồi bên dưới này mình có làm một cái hệ DC 24V để cấp cho một quạt đèn, và đợt mình ít dùng lắm, đợt này mình làm việc máy tính nhiều cho nên mình xài đèn AC bằng bóng đèn thôi. Để tiếp luôn, bên dưới này là bình ắc quy 252, hệ thống ắc quy đây, 8 bình mình để rất là gọn ha. Điện áp bây giờ nó đang có 11V thôi, 11 12, khá cân đối. Và hôm nay nắng hơi yếu cho nên là điện thu xài máy lạnh không đủ nha anh em. Như hiện tại là thu được 240W thôi. Ở trên đó mình cũng hơn một năm nay mình chưa leo lên vệ sinh nữa. Thì một hai bữa nữa mình rảnh rảnh mình sẽ làm một video leo lên vệ sinh trên đó ha. Chắc cũng bụi nhiều lắm cho nên cái lượng thu nó không tốt lắm anh nè. Thì ở cuối video mình sẽ làm một cái so sánh ha, so sánh thông số mình dùng cái phần mềm Blink và phần mềm Smartline để đo cái tổng sản lượng thu từng tháng so với nhau. Ví dụ như hôm nay tháng 3 mình nó so với tháng 3 năm rồi ha, tháng 3 2024 nè, mình so với tháng 3 năm 2020, tháng 23 sorry anh em đó, nên chênh lệch bao nhiêu ha, xem thử sau một năm thì cái hệ này nó còn hiệu quả nó còn cao không ha. Đó, thì mình sẽ chuyển qua cái phần quay video báo cáo thông số trên điện thoại anh em ha. Rồi mình quay trở lại với cái điện thoại anh em ha. Anh em xài iPhone hoặc là Android thì anh em cài phần mềm Blink và phần mềm Smartline anh em ha. Đó, Blink thì để quản lý cái sạc MBT của Mạnh Quân ha. Anh em vào dùng sạc này thì quá rành phần mềm này rồi. Đó, điện áp PV xuống là 67V nè, dòng sạc PV là 3.9, nhiệt độ 37 độ C. Rồi công suất sạc bây giờ là 270W và con sản lượng thu hôm nay là 2.254 kWh ha. Điện áp ắc quy là 22V. Dòng sạc là 10A, tổng sản lượng thu là 820,89 kWh ha. Ở bên dưới này nè anh em, phần steam này thì nó có cái sản lượng thu được trong từng ngày ha. Từng ngày như bây giờ là nó trung bình anh em ha, trung bình tương đối với nhau. Bây giờ tính theo giờ nè, tính theo giờ thì như buổi trưa thì nó nắng nhiều quá, như là từ 12 giờ mấy nè. Có lúc nó lên tới 6.29W anh em ha. Đó, nó dao động nắng ít thì tụt xuống hai mấy 200 mấy W này. Nó như hiện tại bây giờ là chỗ mình là bớt nắng rồi cho nên là còn có được có 200 mấy W thôi. Đó. Thì mình quản lý theo ngày á, thì mình biết được cái thời gian nào, tầm thời gian nào nó có nắng và thời gian nào hết nắng anh em. Như hiện tại của mình bây giờ là
Trung bình một ngày thì nó nắng cao điểm nhất là từ 10 giờ tới 9 tới 12 giờ anh em ha. Đó. Mà bắt đầu khoảng 7 giờ là có nắng nè. Đó. Rồi hết là tầm khoảng 3 giờ, 3 giờ là bắt đầu hết nắng rồi, yếu dần do nhà mình có mái che nè, nó bị cái nhà kế bên nó hơi cao á, nó che hết cái phần đó rồi. Đó. Rồi mình qua cái phần quản lý công suất đo được anh em ha. Đây là phần mềm Smart Light. Phần mềm này thì không phải ai cũng dùng phần mềm này, tại vì anh em mua đúng cái ổ cắm wifi là 20 A có đo được công suất đó. Dùng Smart Light thì dùng Tuna gì đó, có hai phần mềm với nhau anh em ha. Mình dùng Smart Light đó. Thì anh em quản lý được, tắt mở công tắc được ở đây luôn, có nút on off nó bấm vô là nó tắt luôn cái ổ cắm wifi từ xa anh em, thì nó tắt luôn con xanh ha, mình mắc nối tiếp cái con xanh là ngõ ra của cái ổ cắm đó. Rồi anh em có thể được cài được tắt mở theo kế hoạch này, cái điều này. Rồi anh em vào phần electric ha, electric thì nó đo được công suất tiêu thụ, như hôm nay là thu được 2.77 kWh này nè, phía trên này ha. Công suất hiện tại bây giờ là 289 W, đây là công suất hòa lưới của xanh anh em ha. Điện áp bây giờ là 231 V, nó tổng cộng bây giờ nó thu là 973.94 kWh ha, tương đương với 973.494 số điện nha anh em. Rồi trong tháng 3 này á là thu được 84.29 số điện rồi. Đó, một ngày trung bình là như hôm nay là 277 nè, hôm qua là 2.43, tiếp theo 2.55, rồi tiếp theo nữa là 2.28, nó cũng dao động thôi anh em. Cao nhất thì trong khoảng này là 2.48, 3.48, 2.47 số điện nha anh em. Nó do hiện tại bây giờ là cái pin của mình trên máy nó hơi bị dơ, dính bụi nhiều á, nên thu không có mạnh lắm, thu 300 ba ký mấy thôi. Đó. Có những ngày nó nắng nhiều nè, nó như ngày 10 tháng 3 nắng nhiều nè thì nó thu nhiều ha. Còn những ngày nắng yếu như ngày 7 tháng 3 này thì thu được có 1 ký 8 thôi. Rồi, trong tháng 2 thì do mình nghỉ Tết rồi nè, thì trung bình nó hơi thấp. Khoảng từ 16 tháng 2 nè, về tới ngày 4 tháng 2 là 12 ngày nào mình về Tết này. Một ngày nó chỉ mình dùng quạt với đèn với lại mấy cái đèn thờ hồ cá vân vân, nên thu được có 0.67 số điện thôi, rất là ít ha. Đó, ngày 17 tháng 2 mình lên Sài Gòn lại mình xài là được 3 ký điện nè, tiếp theo là 3.1 ha. Đó, ngày 29 tháng 2 thu được 3.17 kW điện. Nhưng ngày này thì nắng, bắt đầu mùa nắng nhiều nên điện nó thu nhiều ha. Tháng 1 thì cũng tương tương đối, có ngày nắng ngày không nè, có ngày 3 ký, có ngày có 1 ký mấy thôi. Rồi từ tháng 3 năm nay là 84.29 nè, so với tháng 3 năm ngoái nè, tháng 3 năm ngoái mình thu được là 89.53 ha, con số cuối cùng này đó. Số này cái thông số từng ngày nó không còn nữa rồi nè, hoặc là chưa lót gì đó, mình so sánh hai con số tổng thôi nha, nó cũng tương đối nha nè. 89 kg và năm nay là 84 kg, cách nhau 5 kg ha. Nếu mình vệ sinh pin này nọ sạch sẽ thì nó cũng tương tự hoặc là có thể hơn nè. Tháng 4 năm ngoái mình thu tới 94.5. Đây, tháng 4 thì là có dữ liệu này, nó còn lưu này. Rất là khủng anh em. Có ngày thu được 3 ký 476, ngày thứ 4 ký 13 luôn. Điểm này là pin mạnh anh em. Pin nó sạch đó. Đó. Thời điểm này mới lắp nên mình rất là siêng, hay leo lên máy để mình vệ sinh đó. Không có bụi cho nên là thu rất là mạnh. Rồi tháng 5 cũng ok ha, tháng 5 cũng rất là mạnh. 3 ký mấy không à. Rồi nó cũng giảm dần về cái mùa đông anh nè, tháng tháng 10 nó bắt đầu giảm rồi nè, tháng 10 thu được có 5 59 kg nè, tháng 11 63, tháng 12 được có 62.66 kg thôi, nó giảm dần ha. Tháng 8 này còn mạnh rồi nè, tháng 8 được còn 82 kg nè. Thì cái chu kỳ nắng nó như vậy mà ở đây ở Sài Gòn trong miền Nam này thì nó ok ha, đỡ hơn ở đây miền Bắc đó. Mình nay mình nó tranh thủ thời gian mỗi tháng mình làm review từng tháng cho anh em quan tâm theo dõi ha, theo dõi để cải thiện cái phần. Nếu mà anh em nào dùng năng lượng mặt trời mà dùng ban ngày nhiều á, dùng thời gian giống như là từ lúc có nắng tới lúc hết nắng, anh em dùng trong khoảng thời gian đó thì dùng năng lượng mặt trời rất là hợp ha, rất là lời. Còn anh em nào mà dùng ban đêm nhiều, sau 6 giờ hay là sau 4 giờ chiều gì đó mà anh em dùng chính, nhà mình cũng vậy, thì hiệu quả nó không cao đâu anh em. Anh em mà tốn thì lưu trữ thì không biết chừng nào nó mới lấy lại cái vốn anh em bỏ ra ha. Cho nên anh em phải cân đối lúc lắp á, anh em phải cân đối cái phần nó từ đầu đi, nghĩa là mình đầu tư hay lưu trữ nhiều hay ít, hay là sau đó nó phù hợp với cái thời gian sử dụng ha. Ví dụ như mình xài buổi trưa 11 giờ bắt đầu mình nấu ăn thì dùng bếp từ cũng dùng điện nhiều nè, rồi tới 12 giờ bắt đầu là dùng máy lạnh, à, tới 3 giờ cũng ok ha, đến 3 giờ đó lên là nhà mình hết nắng thì cũng rất là ok, nó phù hợp với lại cái dùng của mình.
ban đêm thì nguyên một đêm xài máy lạnh thì phải chấp nhận là xài điện lưới rồi, tại vì lúc đó lưu trữ mình không có đầu tư nhiều á, mình chỉ xài 8 bình Yamato thôi cho nên là lưu trữ không có nhiều, khiêu lên hết rồi. Nếu mà anh em đầu tư lưu trữ luôn xài ban đêm thì thật sự nó không thể nào mà lấy ra được cái vốn mà anh em bỏ ra đâu, rất là nhiều ha. Rồi cảm ơn anh em quan tâm theo dõi, cứ theo dõi kênh của mình rồi rút kinh nghiệm hoặc comment gì đó để mà đưa ra được một cái hệ năng lượng mặt trời phù hợp nhất cho anh em ha. Cảm ơn anh em quan tâm theo dõi, hẹn gặp lại anh em.